Bữa nay á tổng để mình chờ cho em chút xíu đi, vào 8-10 phút rồi má ơi. Mà cúp đỏ không biết tại sao cái chân bữa nay nó cái chân của cái iPhone, cái Samsung nó có vấn một cái điềm báo không có muốn cho mình nói chuyện bữa nay. Mà coi có cái comment là vui vui không nè. Rồi không có gì. Nguyễn Phú Trọng năm nay không có đọc chúc mừng phải không? Giỏi khen thưởng đọc chúc mừng. Phải nói là ông ấy đọc bài ở trên cái màn hình có hiện chữ lên đó. Con người cũng giỏi khen thưởng mà nay đọc đọc cái diễn văn chúc Tết không có một chút cái hồn nào cả. Thậm chí mà không có nháy mắt luôn đó. Các bạn hãy xem có phải không? Thậm chí mà không có nháy mắt luôn đó. Tất nhiên là cái kiến thức của mấy người này nó xong mà nó quá tệ. Chỉ có một có mấy phút đồng hồ thôi, có mấy phút đồng hồ thôi nhưng mà họ không biết làm sao mà ông ấy đọc cái diễn văn sao mà nó không có một cái sống động nào cả. Nói là nào là người dân được sống ấm no, tự do, hạnh phúc, uy tín của Việt Nam trên trường thế giới thì thật là hãy nhìn coi người dân đi bán bông năm nay đó. Năm nào cũng vậy, thấy mà thê thảm, không biết người dân ấm no chỗ nào. Nhưng mà chung quy lại á là cái một cái bài diễn văn cực ngắn nhưng mà không có một sức sống nào. Ông ấy đọc cái bài diễn văn này quá là tệ luôn, cắm cúi mà nhìn lên cái màn hình mà đọc, thậm chí ngừng không có đúng lúc, mà đọc hầu như là không có một cái truyền cái cảm hứng nào cho ai cả. Rồi Nguyễn Phú Trọng á thì có lẽ bệnh không có nhẹ đâu. Nếu mà Nguyễn Phú Trọng mà bệnh, nếu mà bình thường á thì có lẽ ông ấy tiếm quyền luôn cả cái bài diễn văn này như năm rồi, các bạn nhớ không? Như năm rồi. Rồi đó là một chút xíu về cái bài diễn văn của Giỏi Văn Thưởng chúc Tết đồng bào. Thì bây giờ mình chia sẻ các bạn một chút xíu, xong rồi mình bình luận cái chuyện cũ, chuyện cuối năm của Nguyễn Xuân Phúc mình rồi. Có lẽ cũng phải nói một chút xíu về Nguyễn Xuân Phúc. Đúng một năm rồi phải không? Đúng một năm Nguyễn Xuân Phúc được Nguyễn Xuân Phúc bị đuổi về nhà. Thì mình chia sẻ các bạn là cái ngày cuối năm Việt Nam vẫn còn, Việt Nam mơ về cái vấn đề công nghiệp bán dẫn, nhắc lại cái năm 2023 mơ về công nghiệp bán dẫn. Mình thưa cho các bạn là không biết Việt Nam mơ cái gì ngoài cái tầm tay của mình. Malaysia đó, Thái Lan, kể cả Philippines, người ta có đầy đủ nhân lực, công nghệ đó, nhưng mà người ta cũng không có nhắc đến cái chip bán dẫn như Việt Nam vậy. Chấp cánh giấc mơ về công nghiệp bán dẫn của Việt Nam, ngày cuối năm họ không quên mơ mộng cái vấn đề này. Năm 2013 đó ghi nhận những cái diễn biến lạc quan cho cái khát vọng về công nghiệp bán dẫn của Việt Nam. Chưa bao giờ chất bán dẫn thì chip điện tử trở thành những từ khóa quen thuộc.
Đến vậy khi bàn về kinh tế Việt Nam trong năm Quý Mão, thấy không? Tới nay mình thôi cho các bạn cái chip bán dẫn này và cái đường sắt cao tốc Bắc Nam nó giết chết nền kinh tế của Việt Nam đó. Mình nói thẳng giết chết nền kinh tế của Cộng sản Việt Nam đó. Tại vì nó vượt ra khỏi cái tầm tay của mình. Mình phải nói là Việt Nam hoàn toàn không có cái gốc cái rễ để mà làm, nhưng mà họ vẫn mê. Với cái nỗ lực mà họ nhập kinh tế quốc tế, tham gia sâu vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam có nhiều nỗ lực thu hút đầu tư phát triển ở ngành bán dẫn, sản xuất chip điện tử cũng như hợp tác với quốc gia đi đầu về lĩnh vực này. Đó. Rồi nhắc đến cái chuyện mà ông Biden ký đối tác chiến lược với Việt Nam, rồi các công ty công nghệ của Mỹ chắc chắn sẽ phải đầu tư vào Việt Nam. Rồi họ nhắc đến là Việt Nam có thuộc cái nhóm dẫn đầu về gia tăng xuất khẩu chip tới Mỹ, đứng sau Thái Lan, Ấn Độ, Campuchia. Nhưng mà cái bản tin này thì lại nhắc đến cái chuyện là cái góp công lớn nhất về thành tích xuất khẩu ấn tượng này là của nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là Intel. Các bạn nào họ để chạy cái tựa đề đó thì người dân Việt Nam lầm tưởng là bây giờ Việt Nam là ngon lành rồi, có chip bán dẫn rồi, như cái chuyện mà xuất khẩu những lô hàng đầu tiên của đầu năm 2024 Giáp Thìn cả ngàn tấn đó, mà trong đó là sản phẩm điện tử là rất là nhiều, thì tất cả những cái thứ này không phải của Việt Nam, của các nhà đầu tư ngoại quốc. Cũng giống như cái bản tin này họ nói là Việt Nam xuất cảng chip bán dẫn, Việt Nam dẫn đầu cái nhóm gia tăng xuất khẩu chip sang Mỹ, đặc biệt đó là của Intel, tập đoàn Intel đó. Rồi nói là đầu cuối đầu năm ông thủ chính thì nói là Việt Nam là đối tác đầy hứa hẹn, việc bảo đảm chuỗi cung ứng bán dẫn đa dạng dẻo dai hơn. Thì trong cái lễ mà phát động dự lễ mà phát cái lệnh ra quân sản xuất đầu năm ở cái cảng Tân Cảng Cát Lái đó, hôm 29 Tân Giêng, ông Phạm Minh Chính giữ cái lễ phát lệnh thực hiện chuyến hàng đầu năm ở Tân Cảng Cát Lái. Việt Nam đề cao là cái cảng Cát Lái đó, cái Tân Cảng Sài Gòn đó, là một trong 20 cái cảng lớn nhất của thế giới. Kinh khủng không? Họ nổi tới kinh hồn thiên địa luôn đó các bạn. Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn là một cảng quân sự cũ, 34 năm xây dựng, phát triển thành một thương hiệu thành công không chỉ trong lĩnh vực kinh tế biển trong nước mà còn vươn tầm quốc tế. Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đó là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của toàn quân, được đề xuất trong nhóm 7 doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, phát huy vai trò dẫn dắt, dẫn đường cho nền kinh tế đất nước. À, cảng Sài Gòn hiện đang quản lý điều hành 8 cảng container, trong đó có 3 cảng container hiện đại lớn nhất Việt Nam, chiếm 55% thị phần container xuất nhập khẩu cả nước, đứng 18 trên 20 nhóm cụm cảng container có sản lượng lớn nhất trên thế giới. Cái điều này không có đúng. Kinh tế Việt Nam như vậy chỉ nhìn ở Á Châu thôi,
Đông Nam Á thôi là đã đếm là đã có mấy chục cái cảng lớn nhất thế giới rồi, không? Tới nó họ mới không có nổ lên, họ nổ như thế nào, họ nổ như thế nào để làm gì mình chả hiểu. À, thủ tướng đi thăm Tân Cảng ngày hôm qua đó. Thực sự thì những cái bản tin như thế này á, nó hầu như diễn ra mỗi ngày ở Việt Nam. Tất cả đều nói không có căn cơ gì cả. Phải nói là kinh tế Việt Nam hoàn toàn không có cái gốc đó. Nó thẳng ra là không có cái gốc. Tất cả các mặt hàng mà xuất cảng của Việt Nam đều không phải của mình. Chính tờ báo Việt Nam Tuổi Trẻ cũng đã nói là những cái gần gần 1.000, hơn 1.000 tấn, hơn 1.000 tấn xuống tàu vào đầu năm 2000 Giáp Thìn đều là hàng cao kỹ, hàng điện tử, tất cả đều không phải của Việt Nam, tất cả đều không phải của Việt Nam. Rồi đó là hai cái bản tin mà mình gửi cho các bạn đó. Thì bây giờ cái vấn đề mà mình muốn chia sẻ với mọi người là nhắc lại cái chuyện Nguyễn Xuân Phúc năm rồi. Nhắc lại cái chuyện Nguyễn Xuân Phúc năm rồi. Có nhiều cái chuyện mà không biết là cái vụ ký test Việt Á nó có liên quan đến Nguyễn Xuân Phúc hay không. Đây là cái điều bây giờ đến này, đến bây giờ thật tình mà nói cũng chưa có ai chứng minh được, không có ai chứng minh được là Nguyễn Xuân Phúc có dính líu hay là vợ ông ấy có dính líu. Cái đó là thực sự nói là chưa có ai chứng minh được, tại vì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hoàn toàn im lặng. 80% của Việt Á đó, không biết của ai. Có thể một người nào đó, một cái doanh nghiệp nào đó giống, có thể thậm chí Phạm Nhật Vượng, tại vì họ nhập hàng, họ nhập kit test từ Trung Quốc về, con số không phải là ít, cái con số cả 100 triệu đó. Đó, ai có số tiền mấy chục triệu đô la để nhập hàng từ Trung Quốc về, tại là 80% cổ phần của Việt Á đến giờ này người ta đồn thổi là của Nguyễn Xuân Phúc, là trùm cuối. Thì thật sự cũng chưa có cái ai kiểm chứng được. Bây giờ chia sẻ các bạn là cái bình luận này á, kỷ niệm 1 năm Nguyễn Xuân Phúc bị đuổi về nhà, xem nó có cái gì để nhắc lại cho người dân Việt Nam thấy cái tình hình chính trị của Cộng sản Việt Nam nó khắc nghiệt lắm chứ không phải sung sướng gì đâu. Các bạn thấy bao nhiêu người bị bệnh lạ, bao nhiêu người đột tử. Ông Nguyễn Xuân Phúc ngày nay còn được về nhà tỉa cây làm vườn hưởng hạ cánh hưởng tuổi già là cái phước của ông ấy rồi. Ông ấy phước hơn là Trần Đại Quang đó. Ông ấy phước hơn là Nguyễn Bá Thanh, vân vân. Hãy điểm lại những cái gì mà Nguyễn Xuân Phúc hồi năm ngoái xảy ra với ông Nguyễn Xuân Phúc như thế nào. Nguyễn Xuân Phúc từng ngồi ghế phó thủ tướng rồi lên thủ tướng rồi lên chủ tịch nước, chủ tịch hội đồng quốc phòng an ninh, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, nghĩa là quyền sinh sát của ông ấy không có thua gì tổng bí thư. Những cái chức vụ của ông ấy nắm, Nguyễn Xuân Phúc được xem là người ở trên tận cùng của đỉnh cao quyền lực rồi đó, đúng không? Thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch hội đồng quốc phòng an ninh, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, nghĩa là bên quân đội ông ấy nắm luôn cả quân đội, nắm luôn cả bộ trưởng quốc phòng. Nhưng mà song hành với ông ngoài cái tiền bạc, vật chất, niềm vui, hạnh phúc, nguyên thủ quốc gia,
quyền lực ngất trời như ông ấy cũng không có tránh khỏi cái việc đấu đá, tranh quyền, tranh giành quyền lực, không có tránh khỏi những cái mà cay đắng tủi nhục khi rời chính quyền, giờ rời cái chiến trường năm rồi. Có lẽ là Nguyễn Xuân Phúc có ôm cái nỗi buồn nuốt không có trôi suốt hết cuộc đời còn lại. Đồng chí của ông đó thậm chí không có giữ một cái thể diện gì cho ông ấy vào những ngày cuối năm, đúng không? Ở một quốc gia mà không có bầu cử tự do mà họ còn đạp như vậy, những đồng chí của ông ấy còn đạp ông ấy không có thương tiếc vào những ngày cuối năm, không có thể đợi qua đến năm mới để mà hành xử với đồng chí của mình. Những cái điều phải nói là với cá nhân Nguyễn Xuân Phúc là phải nói là kinh hoàng. Vào những ngày giáp Tết đó, năm ngoái đó, 17 Tây Tháng Giêng 2023, hay là 2023 đúng là 17 Tây Tháng Giêng 2023, 26 tháng Chạp, 26 tháng 12 2023 của năm Quý Mão, thì các bạn nhớ là hội nghị Trung ương bất thường á, tước bỏ tất cả mọi chức vụ ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nguyễn Xuân Phúc. Từ một ngày sau, Quốc hội của Cộng sản Việt Nam đảng cử dân bầu, đúng không? Làm thêm một cái chuyện nữa là đấm một cái cú đấm cuối cùng đối với ông ấy, bắt ông trả hết tất cả những áo mão cân đai quyền lợi từ chủ tịch nước, đại biểu quốc hội, để về làm thứ dân, làm người tử tế. Đối với một người dân bình thường đó, khi mà mất trong tay quyền lực hay là mất trong tay cái danh dự như vậy thì cũng là thảm thảm lắm rồi, huống hồ gì một người quyền lực trong tay, cả 100 triệu dân đều biết dưới tay ông ấy không biết là bao nhiêu đầy tớ cận thần. Thì có lẽ đây là cái nỗi nhục mà sẽ bám theo ông ấy đi hết quãng đời còn lại. Khi mà những người đồng chí thân cận của ông chọn ngay cái thời điểm giao thừa, chọn ngay cái thời điểm đón năm mới để mà trút phế ông, loại bỏ ông ấy trước cái dịp Tết Nguyên Đán, cái dịp mà người ta chỉ mang đến những cái điều tốt đẹp nhất, chúc những cái điều may mắn nhất, tốt lành nhất trước khi bước qua thềm năm mới. Thì tất cả mọi cái đắng cay trong chính trường của Cộng sản Việt Nam đều trút lên đầu ông ấy. Phải nói là hàng ngày á, dưới quyền của ông ấy cả một cái hệ thống chính trị đều nịnh bợ, tay bắt mặt mừng, ôm hôn thắm thiết đồng chí này đồng chí nọ, tất cả đều quay lưng với ông ấy cả, kể cả những người có những cái chức phận cực kỳ thấp. Trong chiến trường Cộng sản Việt Nam nó tráo trở nhanh như cái bánh tráng lật qua lật lại. Thậm chí đặt Cộng sản là không có giữ đạo lý, Cộng sản là không có tình cảm. Cộng sản là phải nói là khi mà họ hành xử là cạn tàu ráo máng. Những kẻ mà cùng cái nền tảng tư tưởng với ông ấy đó, đàn em của ông ấy, những người thân tín của ông ấy, những cán bộ lãnh đạo được ông ấy đề bạt trong cái thời gian ông ấy còn quyền uy,
gia đình, bà con dòng họ đều bị trù dập trước đó hoặc sau đó. Điển hình là ông Trần Nhân Tân, phó bí thư Quảng Nam, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Bạch Thùy Linh là con cháu dòng họ, thậm chí còn đe dọa bắt cả vợ con của ông để buộc ông viết đơn xin từ chức về giường. Có lẽ ông Phúc sẽ không bao giờ quên được cái mùa xuân năm Quý Mão, vì còn có 3-4 ngày nữa thôi là cái dịp để ông đọc thư chúc Tết đồng bào, chúc Tết cả nước, đúng không? Thì bỗng dưng tổng đài chủ của cái bang, tổng đài chủ của cái bang là Nguyễn Phú Trọng nhảy vào giành lấy cái quyền nguyên thủ quốc gia để đọc thư chúc Tết đồng bào, lên sóng truyền hình. Đúng ra cái quyền đó là cái quyền của ông ấy, là nhân sự đặc biệt khóa 13 Nguyễn Xuân Phúc ngồi ghế chủ tịch nước được 21 tháng, từ ngày 5 tháng 4 2021 cho đến ngày 18 tháng 2023, là cái điều hiếm có trong cái chế độ cộng sản Việt Nam, xem như là một cái thời gian ngắn của một người nắm chức vụ chủ tịch nước mà không phải ra đi vì bệnh hoạn mà bị trút phế. Ở trong cái bộ chính trị liên tiếp 3 nhiệm kỳ, ông Nguyễn Xuân Phúc không có đủ thủ đoạn, không có đủ mưu mô, không có đủ mưu lược, không có đủ tài để ứng biến cấm người của mình vào bộ chính trị, không đầy 20 người, đưa người của mình vào hàng ngũ lãnh đạo cao nhất. Vì vậy mà trong cái bộ chính trị, ban bí thư không có đệ tử của ông ấy. Cho nên khi ông bị bao vây, bị phê bình, bị chỉ trích, bị tấn công, đến phải bỏ cả quyền hành, không có ai binh vực ông ấy cả, không có ai lên tiếng bảo vệ ông ấy cả. Trong những cái điều này có thể thông cảm được cho Nguyễn Xuân Phúc là có lẽ ông ấy không có mua chức quỹ bằng người khác, cho nên gần 20 nhân vật ở trong bộ chính trị không có người của ông ấy. Nó không giống như thời Nguyễn Tấn Dũng. Trước và sau cái thời điểm ông Phúc bị đồng đảng của mình đưa ra làm thịt vào ngày 26 Tây Tháng Giêng 2023, đàn em của ông cũng bị các đồng chí đem ra làm bia để nhả đạn ở khắp mọi nơi. Nguyễn Văn Hùng, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, là người đã nhảy lầu để siêu thoát vào ngày 21 Tây tháng 11 năm 2022, 59 tuổi. Chủ phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhảy lầu. Các bạn còn nhớ ông Trần Văn Minh không? Phó chánh thanh tra chính phủ cũng bị bức tử ở Sài Gòn, ở nhà riêng vào ngày 4 tháng 3 2023, cũng mới có 56 tuổi. Phan Việt Cường, bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, đã phải rời bỏ nhiệm sở xin nghỉ việc vì hưu non.
Còn 2 năm nữa mới hết nhiệm kỳ, đã xin nghỉ rồi. Rồi tập thể ban thường vụ tỉnh ủy, phó tỉnh, phó bí thư, các ủy viên thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc các sở ban ngành Quảng Nam, hầu như là chọn một cái ban lãnh đạo của tỉnh Quảng Nam là có quê hương của Nguyễn Xuân Phúc, đều bị khai trừ cả, đều bị cách chức, đều bị cảnh cáo, và cũng không có ít người vào tù. Mà phải nói là riêng cái tỉnh Quảng Nam không, là có quê hương của ông ấy đó, hầu như là cả một cái ủy ban nhân dân tỉnh đều bị lột khỏi chức vụ. Rồi đến bây giờ là Trần Đức Quận bí thư tỉnh ủy, Trần Văn Hiệp ủy chủ tịch ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng cũng là người Quảng Nam, hai đệ tử ruột đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng con Phúc cũng bị giăng bẫy, họ bị mời ra Hà Nội để họ đột xuất rồi bị bắt giam luôn mà không có cần báo cái hệ thống chính trị của Lâm Đồng biết tin. Cái lúc đó mình chia sẻ các bạn là bà Trương Thị Mai bí thư Trung ương Đảng, bí thư Trung ương Đảng đã đến Lâm Đồng để làm việc đó, vì bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban dân tỉnh ra Hà Nội bị bắt nhưng mà tỉnh Lâm Đồng hoàn toàn không biết. Đến như vậy tất cả đều là người của Nguyễn Xuân Phúc. Sau 1 năm Nguyễn Xuân Phúc bị trút phế, những người liên hệ đến Nguyễn Xuân Phúc vẫn còn bị trù dập. Mà cái người mới nhất đây đó là chính là Nguyễn Công Khế, người bạn thân nhất, thâm tình nhất của Nguyễn Xuân Phúc cũng bị tống giam khoảng 3-4 tuần trước. Nguyễn Công Khế chơi với ông Phúc từ những năm đầu của thập niên 80. Không, Nguyễn Xuân Phúc chỉ là chuyên viên văn phòng Ủy ban dân tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Một cái sự trùng hợp lạ lùng là cái vụ án mà Nguyễn Công Khế bị dính vào đó là có cái chữ ký của Nguyễn Xuân Phúc khi ông làm bộ trưởng. À, thật ra những ngày tới không biết Nguyễn Xuân Phúc sẽ xảy ra cái gì. Nhìn qua những cái suốt năm 2023 vừa rồi, những cái người mà dính líu đến Nguyễn Xuân Phúc, những người mà được Nguyễn Xuân Phúc đề bạt lên ghế lãnh đạo địa phương, dòng họ gia đình vẫn không có ngừng, và những ngày tới không biết còn ai nữa. Tất cả những người này đều là người Quảng Nam, nghĩa là người của quê hương của ông Phúc. Cái lý lịch của Nguyễn Xuân Phúc phải nói là một cái gia đình cách mạng mà Cộng sản Việt Nam nói là một cái gia đình có công rất là lớn. Cha của Nguyễn Xuân Phúc là ai? Là cụ Nguyễn Nhân Hiền, sinh năm 1917. Hiện sống tại Đà Nẵng, vẫn còn sống. Ông Hiền theo Việt Minh sau khi đó tập kết ra Bắc. Có huy hiệu đảng viên 75 năm tuổi đảng, nghĩa là những công thần. 75 năm tuổi đảng, cùng thời là Đảng Cộng sản được thành lập ở Việt Nam. Nghĩa là gia đình của ông Nguyễn Xuân Phúc, ba con cha mẹ Nguyễn Xuân Phúc là những đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản đó.
Mẹ ông Phúc là bà Nguyễn Thị Đằng, sinh năm 1922, đã chết năm 1966, là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Cả mẹ và chị gái của ông đều là liệt sĩ. Ông Phúc còn có anh ruột là Nguyễn Quốc Dũng, là anh hùng lực lượng vũ trang. Đó là về phần gia đình của ông Phúc. Còn vợ của ông Phúc là bà Trần Thị Nguyệt Thu, sinh năm 1962. Bà Thu lại là con gái của ông Trần Văn Dõng, sinh năm 1931, hy sinh năm 1968. Và bà Võ Thị Cương, sinh năm 1934, bà Cương theo du kích quân từ năm 18 tuổi. Sau này bà Cương mở hiệu Mai Kim Cương tại cầu dòng đường Thống Nhất, bây giờ là đường Lê Duẩn ở Đà Nẵng, làm giao liên và tiếp tế cho Việt Cộng, nên bà Dõng bị bắt. Bà Cơ nó bị bắt giam giai đoạn năm 1969 và 1971. Chồng bà là ông Dõng tập kết ra Bắc, là ông và vợ của Nguyễn Xuân Phúc đó tập kết ra Bắc. Thì sau là quay lại chiến trường Quảng Nam và bị phục kích, hy sinh năm 1968, có lẽ Tết Mậu Thân không chừng. Ở đây không có nói là mới chết ngày nào, nhưng mà có lẽ mất năm 1968, có thể là trong cái cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân, để lại cho bà Cương 5 người con. Dông dài như vậy đó, để mọi người thấy là lý lịch của Nguyễn Xuân Phúc là phải nói là đỏ, đỏ ao, đỏ rực, giống như lá cờ máu của Cộng sản. Nghĩa là một cái gia đình trung thành với Đảng Cộng sản, một cái gia đình có công rất là lớn với Đảng Cộng sản. Từ cha mẹ ruột cho đến cha mẹ vợ đều là những công thần, đều là những đảng viên trong những ngày đầu Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập ở Việt Nam. Công trạng gia đình như vậy đó, một cái gia đình chính sách phải nói là cực kỳ tuyệt đối luôn. Với cái truyền thống gia đình như vậy, bề dày công tác như vậy, bản lĩnh chính trị như vậy, nhưng mà ông vẫn bị đánh văng ra khỏi tứ trụ, bị đánh văng ra khỏi cái triều đình trên cái đỉnh cao quyền lực là chủ tịch nước. Chưa kể đồng đảng của ông đã lựa ngay đúng cái thời điểm giao thừa để trút phế ông. Như vậy cái hậu của Nguyễn Xuân Phúc thật là đau đớn. Vợ ông Nguyễn Xuân Phúc là bà Trần Thị Nguyệt Thu, có một chị gái tên là Trần Thị Nguyệt Phương, sinh năm 1960. Bà Nguyệt Phương là giáo viên đã nghỉ hưu, có chồng là doanh nhân thành đạt ở Đà Nẵng. Trong cái đại dịch Covid-19, vợ chồng bà Nguyệt Phương cũng đã đóng góp nhiều tỷ đồng cho địa phương chống dịch. Mẹ có hai bà Nguyệt Phương và Nguyệt Thu, cụ Võ Thị Cương cũng ủng hộ quỹ vaccine chống dịch 100 triệu đồng. Cái đại án Việt Á liên quan đến cái test Việt Á nổ ra, cơ quan điều tra không dám công khai 80% cổ phần của ai. 80% cổ phần mà người dân Việt Nam nghi ngờ bàn tán của người này người nọ, nhưng mà đa số được cho đó là của ông Nguyễn Xuân Phúc. Như đầu video mình đã chia sẻ các bạn trong cái bài bình luận này, thì khiến cho dư luận xã hội có nhiều cái suy đoán. Cái cổ phần Việt Á của Sân Sao Quan Chức hay là
của các đồng chí nước lạ ở bên phía Bắc vĩ tuyến. Chỉ biết là cái việc mà giấu giếm lập lờ của đảng khi bắn thông tin ra ngoài khiến người ta cứ đồn đoán là thiêu dệt gán ghép là con vợ Nguyễn Xuân Phúc là bà Trần Thị Nguyệt Thu là trùm cuối. Đến ngày nay người dân Việt Nam vẫn cho là như vậy, đúng không? Tự nhiên mình trình bày lúc đầu đó thì thực tế đến giờ này cũng chưa có cái nguồn tin nào chính xác là đúng. Thực tế thông tin này không biết có đúng hay không, nhưng Phúc thì không thể nào biện minh được. Tuy là ông ấy có lên tiếng trong cái bài diễn văn sau cái Tết Nguyên Đán là năm rồi, mà có lẽ nhiều người đã nghe, mình cũng có chia sẻ nguyên cái bài diễn văn đó trên video của mình. Ông Nguyễn Xuân Phúc phân bua là gia đình tôi, vợ và các con tôi không tư lợi, không có tham nhũng, không có liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á. Đó là lời của Nguyễn Xuân Phúc biện minh. Nhưng mà đến một cái lời biện minh như vậy ở trên đài, ở trên video, trong buổi họp, trong cái buổi tất niên hay gì đó mình không nhớ, tất niên thì phải, và cũng bị tuyên giáo, bị bộ chính trị cắt bỏ. Không có cho người dân nghe. Đến một cái lời biện minh của ông cựu chủ tịch nước mà đảng cũng không cho người dân nghe. Trong cái bài diễn văn dài như vậy cắt bớt bỏ cái phần này. Có lẽ ai cũng nhớ cái bài diễn văn này. Không kể hết được những cái nỗi buồn mà Nguyễn Xuân Phúc, một người của Quảng Nam, có mặt trong Bộ Chính trị trong 3 khóa 11, 12 và 13. Người Quảng Nam có mặt liên tục trong Bộ Chính trị 6 khóa từ khóa 8 đến khóa 13, duy nhất là Nguyễn Xuân Phúc. Khi mà rời chính trường đó, đại diện Quảng Nam coi như chấm dứt sự hiện diện trong Bộ Chính trị, có thể nói nhiều chục năm tới. Một trong những diễn biến khác đó là dù cán bộ đàn em của Nguyễn Xuân Phúc bị đánh te tua suốt một năm nay, đặc biệt là trên đất Quảng Nam, đồ đệ Quảng Nam hết nhân sự rồi, Cộng sản Việt Nam vừa mới đưa Lương Nguyễn Minh Triết là tay chân của Nguyễn Bá Thanh, mà Nguyễn Bá Thanh với Nguyễn Xuân Phúc là kỳ phùng địch thủ, hai người này hầu như là thù oán với nhau gì đó. Bây giờ phe gia đình đàn em đệ tử của Nguyễn Xuân Phúc bị trù dập suốt năm nay, thì bây giờ Cộng sản Việt Nam lại đưa người thân tín của Nguyễn Bá Thanh lên thay thế. Lương Nguyễn Minh Triết sinh năm 1976 là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 13, đã được buồn, phải nói là buồn ngủ mà gặp chướng manh trong cái vụ này. Mới đây ông Nguyễn Minh Triết được Trung ương bổ nhiệm làm bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, nghĩa là lột xác 100% từ gia đình của Nguyễn Xuân Phúc sang cho gia đình của Nguyễn Bá Thanh, thay cho ông Phan Việt Cường, một đàn em của ông Phúc vừa mới bị mất chức. Các bạn thấy trong cái chính trường Cộng sản Việt Nam nó khắc nghiệt lắm, chứ không phải là ổn định chính trị cái gì cả. Khi làm chính trị
Ở chế độ cộng sản Việt Nam không biết ngày nào mình bị đột tử, hay thậm chí nhẹ nhàng nhất là cũng phải giống như Nguyễn Xuân Phúc, phải mang một cái nhục ở cuối đời. Khi mà các đồng chí của mình trở mặt, còn nói gia đình Nguyễn Xuân Phúc đó, từ Nguyễn Xuân Hiếu, có lẽ người Việt ở hải ngoại ai cũng nghe biết cái tên này, biết biết cái người này, ít nhất ở trên truyền thông. Nguyễn Xuân Hiếu là quý tử của Nguyễn Xuân Phúc. Từ khi ở Mỹ về Việt Nam đến bây giờ vẫn loay hoay công tác đoàn cũng gần chục năm rồi, không có di chuyển đi đâu cả, với những chức vụ hiện nay như là ủy viên ban chấp hành, phó trưởng ban đoàn kết tập hợp thanh niên trung ương đoàn, ủy viên thường trực đoàn chủ tịch ủy ban trung ương liên hội thanh niên Việt Nam, nghĩa là những cái chức vụ làm cảnh. Thì nói tóm lại là những chính trị gia trong cái thể chế cộng sản là như vậy, cho dù đương chức hay là về giường đũa gà thì cũng không có người nào có thể ăn ngon ngủ yên, họ lo sợ đủ điều, tại vì cộng sản là như vậy. Nếu mà nói chữ ác thì còn á hơn cộng sản. Người cộng sản là có một cái mà người ta không có, đó là đa nghi. Quan địa phương thì sợ bị khởi tố, phải nôn ra cho quan trên, cống nộp lại tài sản cướp được bao nhiêu năm để cho đồng đảng của mình. Cái thằng ăn cướp nơi đang cướp của thằng trộm hả? Quan triều đình sợ bị đánh chết bất đắc kỳ tử, sợ bị biến thành củi bất cứ lúc nào, bị ném vào lò. Cán bộ cấp cao ở trung ương thì sợ bị thanh trừng, sợ bị giết người diệt khẩu, sợ bị những cái chứng bệnh lạ, sợ bị tự mình đi nhảy lầu. Đáng sợ hơn á, đáng sợ hơn mà người dân Việt Nam đã nghe rất là nhiều rồi, nghe cả mấy chục năm nay rồi, đã nhiều người đã chứng minh cái điều này rồi, nhiều người đã là nạn nhân của nó rồi, đó là bị đầu độc phóng xạ, bị đầu độc phóng xạ để rồi sống không ra sống, chết không ra chết, người không ra người, ngọn không ra ngọn. Ông Phúc còn giữ được mạng khi về với vợ con thì thật là cũng là một cái may đó, may hơn rất là nhiều so với ông Trần Đại Quang, may hơn rất là nhiều so với ông Nguyễn Bá Thanh và những người khác. À, rất nhiều, không có thằng quan cộng sản nào mà là người tốt cả. Nguyễn Xuân Phúc cũng vậy thôi, nhưng mà cái vấn đề của Nguyễn Xuân Phúc bị đuổi về vào năm rồi đó, là cái vụ thanh trừng nội bộ khắc nghiệt nhất ở dưới chế độ cộng sản Việt Nam thời cận đại. Họ không có nể tình đến cái độ mà dời lại một tuần lễ để cho ông ấy đón cái Tết Quý Mão, đúng không? Rồi thì đó là những cái mà mình chia sẻ với các bạn bữa nay. Một chút xíu nói về những cái chuyện xảy ra năm rồi để đón chào năm mới, hy vọng
Năm nay còn những cái chuyện mà kinh thiên động địa hơn nữa. Tại chỉ có những cái chuyện kinh thiên động địa này thì người dân mới có thể có ánh sáng. Rồi, có anh em nào hỏi mình cái gì không nè? Cảm ơn tất cả anh chị em, cảm ơn Minh Nguyên. Thật sự thì bây giờ mình chuyển qua một chút xíu nói về, mình chia sẻ thêm chút xíu nói về miền Nam California. Miền Nam California bây giờ ở bên Cali đó, cộng đồng người Việt của mình ở bên đó, cộng đồng người Việt mấy ngày nay nó có một cái chuyện rất là lạ. Thực sự mình không muốn bàn cái chuyện này, nhưng mà cái chuyện này có lẽ mình nên nói một chút xíu để mọi người hiểu. Ít nhiều thì có lẽ khán giả cũng theo dõi tình hình của cộng đồng người Việt ở miền Nam California, đúng không? Mọi năm đó, cái việc này vừa mới xảy ra ở thành phố Westminster. Các bạn đã biết rồi, thành phố Westminster là thị trưởng là người Việt. Nguyễn Mạnh Chí là thị trưởng thành phố Westminster. Nam Quang là nghị viên thành phố Westminster, đúng không? Kimberly Hall, Amy Pankhurst, đúng không? Là một người. Mỹ Tây Cơ là nghị viên, 5 người trong cái hội đồng thành phố. Là hội đồng thành phố. Thì đây á, để mình chia sẻ với các bạn cái chuyện vừa xảy ra mới ngày hôm qua, mới toàn ngày hôm qua. Mình không phải ở bên Mỹ, mình không phải ở California, mình ở Canada. Đúng ra mình không có nên bàn với cái việc này, tại mình không phải là dân Mỹ mà cũng không phải là dân thành phố Westminster. Nhưng mà thành phố Westminster là thủ phủ của người Việt tị nạn trên thế giới. Thành ra cái điều mà mình chia sẻ một chút xíu nó cũng đúng thôi. Tại vì mình cũng là người Việt tị nạn. Mà đã nói là thủ đô của cộng đồng người Việt tị nạn thì tất cả người Việt tị nạn khắp nơi đều có quyền đóng góp ý kiến. Nhưng mà ở đây mình không phải là đóng góp ý kiến, nhưng mà mình thấy những cái gì nó diễn ra, bình luận theo cái ý của mình. Các bạn đã nghe mình nói rồi, mình không có nhúng, mình không có bàn tới mấy người này đâu. Tại vì cho đến bây giờ đó, cho đến bây giờ đó, ai là cộng sản nằm vùng, ai là đội lốt cờ vàng ba sọc đỏ để phá hoại, cũng không có xác minh được đối tượng nào nằm ở trong, xác minh không ai, không thể nào xác minh được đối tượng nào thuộc về cái phe nào. Tại vì bây giờ nó giống như một cái nồi cắm heo á, ở bên Cali nó giống như một cái nồi cắm heo vậy. Cờ vàng chống cộng, chống cờ vàng chống cộng, các bạn hiểu không? Cờ vàng chống cộng, chống cờ vàng chống cộng. Thành ra không biết thực hư, không biết thực hư ai là cộng sản, ai là quốc gia đó. Nhưng mà cái điều ngày hôm qua vừa mới xảy ra là nghị viên Amy Pankhurst đã thành công khi đưa được cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa
treo lên kỳ đài của tòa thị chính. Cái thành phố Westminster đó, nói California lớn nhưng mà nó chia ra những cái thành phố rất là nhỏ. Mỗi cái thành phố có cái hệ thống hành chính riêng. Thành phố Westminster chỉ có 150.000 dân thôi, là người Việt. 150.000 thôi. Thành phố rất là ít dân. Tại vì thành phố tiểu bang California chia những thành phố ra rất là nhỏ. Thành ra thành phố Westminster nó rất cực kỳ nhỏ luôn nếu so với chỗ mình đang ở. Cái thành phố mình đang ở đó là 3 triệu dân. Là thành phố lớn nhất Canada. Ngoài ra nó chỉ là một thành phố duy nhất là Toronto. Còn Westminster là một cái thành phố nói tiếng thành phố nhưng mà thật sự nó chỉ có 200-300 ngàn dân thôi, tại vì bị chia nhỏ ra. Cho nên nghị viên hội đồng thành phố chỉ có 5 người, hội đồng thành phố chỉ có 5 người thôi, mà thành phố Westminster là hội đồng thành phố lại là người Việt, mà lại là người Việt chống cộng. Người Việt, thị trưởng thành phố là người Việt, nghị viên thành phố là người Việt, hết 4 người rồi trong 5 người, mà lại là những người vỗ ngực xưng tên là mình chống cộng. Cái việc mà trương cờ vàng ba sọc đỏ lên kỳ đài đó, đúng ra nó phải diễn ra một cách rất là dễ dàng, tại vì tất cả thành viên của hội đồng thành phố đều là người Việt chống cộng, nhưng mà nó đã diễn ra một cách rất là khó khăn để đi đến cái kết luận là lá cờ vàng ba sọc đỏ được treo lên kỳ đài của thành phố 6 ngày một năm, 3 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Còn những cái chuyện mà tranh luận về trước đó mình biết hết nhưng mà mình không có chia sẻ các bạn làm cái gì. Đó là cái chuyện của nước Mỹ, cái chuyện của thành phố Westminster. Nhưng mà ngày hôm qua kéo cái cờ Việt Nam Cộng Hòa lên kỳ đài của thị thành phố, không có một quan chức nào của hội đồng thành phố tham dự cả, không có thị trưởng, không có nghị viên Nam Quan, không có Kimberly Hồ, không có một nghị viên người Mỹ Tây Cơ, trong khi một thành phố chỉ có 5 người thôi, chỉ có một người duy nhất là Amy Frank West, là cái người đưa ra cái nghị quyết treo cờ đó, là đứng ra để tổ chức cái buổi lễ treo cờ. Chỉ có hai ban, chỉ có 5-7 người, một cái buổi lễ chỉ có 5-7 người thôi. Và đúng ra đó, thị trưởng thành phố phải có mặt, đúng ra ông Nam Quan phải có mặt, tại vì họ vỗ ngực xưng tên mình là người chống cộng. Nhưng mà cái ngày treo cờ đầu tiên của thành phố, cờ Việt Nam Cộng Hòa thì lại không có mặt. Viện lý do này, lý do kia, viện lý do đưa con đi học. Đây là một cái điều không, nếu mà cư dân thành phố Westminster, cộng đồng người Việt tị nạn hay chống cộng ở California thì có thể nói là không chấp nhận được. Ở thành phố mình á, mỗi năm đến ngày 30 tháng 4, thành phố Toronto treo cờ lên kỳ đài của thành phố 3 triệu dân. Thị trưởng, các quan chức của chính phủ, trung ương, liên bang, tỉnh bang đều có mặt hết. Là người chính phủ Canada, chứ không phải người Việt, đều có mặt hết. Năm nào cũng vậy suốt 3-40 năm nay rồi. Và gần 3-4 năm nay không phải riêng thành phố Toronto mà tất cả những thành phố lân cận đều treo cờ Việt Nam Cộng Hòa. Mỗi cái buổi lễ như vậy cũng có 500-300 người, 500-300 người đến dự lễ. Còn có những cái chương trình bên ngoài nữa. Và tất cả hội đồng thành phố của Canada này đều là người Mỹ, người người Canada, không phải là người Việt.
mà họ còn trân trọng lá cờ vàng ba sọc đỏ của cộng đồng người Việt tị nạn, năm nào cũng treo cờ lên tòa thị chính. Mà cả thành phố còn bỏ ra 25 triệu đô la để xây dựng một cái công viên rất là đẹp, rất là lớn luôn, đặt cái tên là Sài Gòn để tặng cho cộng đồng người Việt ở đây. Trong khi thành phố Westminster, hội đồng thành phố là người Việt 100%, 80% chứ xin lỗi, tại vì có một người Mỹ ở đó, năm người là người Việt đều vỗ ngực xưng tên chống cộng cả. Nhưng mà chỉ có cái lá cờ Việt Nam để treo lên kỳ đài thôi, nó đã đấu đá với nhau không biết bao nhiêu thời gian mới đi đến cái chung cuộc là 3 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Nhưng mà cái ngày mà treo cờ thì lại không có một móng nào cả. Cái ngày mà treo cờ đó, Việt Nam Cộng Hòa thì lại không có quan chức nào của thành phố là người Việt đó, tham dự cả. Thành ra mình nói với các bạn, cái việc người Việt chống cộng cờ vàng, chống cờ vàng ở bên California, ở bên Nam, ở Westminster, nó giống như cái nồi cắm heo. Đến giờ này, mình rất là công tâm, mình chả có quen biết một mạng nào ở bên đó. Mình chả có liên hệ với một người nào mà chưa có từng liên, cho dù ở trên mạng hay là ngoài đời. Mình chỉ nhìn theo cái việc đã diễn ra để mình thấy. Đến giờ này, chắc chắn là phải có người của Cộng sản nằm dục, đội lốt, cờ vàng, ba sọc đỏ. Chắc chắn là sẽ có, phải có. Cho nên mới có cái chuyện đấu đá với nhau như cái nồi cắm heo. Tuy là mình nhìn ra đó, nhưng mà mình không muốn đụng tới mấy người này để cho nó phiền đến cá nhân của mình, chả có lợi lộc gì cả. Trong cái buổi lễ treo cờ ngày hôm qua, chỉ có thể nói là chưa đầy 10 người. Chưa có đầy 10 người. Một cái buổi lễ phải nói là rất là tẻ nhạt. Trong đó có bà nghị viên, có cô nghị viên thì đúng hơn, Amy Fan West là cái người đề nghị treo cờ đó. Có ông Ngô Kỷ, có vài người nữa. Ngoài ra không có quan chức chính phủ nào của thành phố Westminster tham dự. Người dân Westminster, người Việt, cộng đồng ở bên Cali hãy hỏi, đặt cái dấu hỏi tại sao quan chức của chính quyền không tham dự. Rồi. Tại sao quan chức chính quyền lại không tham dự cái ngày lễ treo cờ vàng ba sọc đỏ? Đây là một cái câu hỏi rất là lớn. Tại đó mình chia sẻ với các bạn rồi. Không biết ai là cộng sản, ai là đội lốt quốc gia, chưa có biết được đâu. Đừng có hồ treo người ta rồi mình bị hớ, lúc đó mới đau đó. Chứ thử với cái con mắt của mình nhìn mình biết rồi đó. Mình nhìn là mình biết, mình nghe là mình biết. Và xác suất rất là đúng, không có bao xa cả. Rồi, đó là những cái mình chia sẻ cho anh chị em bên đây. Chúc anh chị em xin lỗi nha, máy móc bên đây nó trục trặc, mình không hiểu tại sao. Chúc anh chị em năm mới thật là nhiều may mắn đến với mọi nhà, an khang hạnh phúc. Rồi bây giờ có thể lẽ chuẩn bị đi chùa khái lộc đầu xuân giao thừa. Là chân nó đúng đó. Đa số những người mà chống cộng bên Mỹ, YouTuber bên Mỹ,
Không phải tất cả, đa số là những con cần cần, là những con cần cần chỉ biết tiền thôi. Các bạn muốn biết đó, nhìn thấy những cái bỉ ổi, những cái chả ra người, các bạn hãy vào YouTuber của Nam Quang xem cái video mà của Teletron, tất niên, tiệc tất niên của Teletron vừa mới tải lên bữa nay thôi, tiệc tất niên của Teletron ngày hôm qua, để xem họ vui mừng đến thứ vui mừng như thế nào khi mà người ta đã gửi tiền vào cho, để xem họ vui mừng như thế nào khi mà người ta gửi tiền mà cho nó ở trong cái xin tiền trên YouTube đó. Người Việt fan của họ gửi tiền cho ăn Tết, xem họ mừng như thế nào. Xem những YouTuber tham dự cái buổi tất niên của công ty bán nệm bán giường Teletron như thế nào. Tất cả đều là những con cần cần, nơi nào có tiền là có mặt họ, nơi nào có tiền là họ bu tới. Hả? Ra chưa có biết ai là ai đâu. Rồi, cảm ơn chị em rất là nhiều. Chào, hẹn anh chị em sáng ngày mai. Có lẽ mình không có nghỉ Tết đâu, tại vì cũng chả có làm gì để nghỉ Tết. Chào nha. Hạnh phúc bình an nha, may mắn nha.